Rồi nha đây, let's go. Đấy, qua sông vô tư luôn. Thật sự là anh em mà rủ cả nguyên team ra đây chơi trò tập khinh công thì nó sẽ khá là phê đấy. Rồi nha, đấy, ui dồi ôi. Anh em thấy không ạ? Nhảy vô tư luôn, người ta gọi là khinh công bằng cái ván lật điện đấy. Rồi nha, đợi hồi chiêu nào, đợi hồi chiêu nào. Chuẩn bị nữa anh em ơi, lên nào. Ui dồi ôi, phê không, phê không. Hello anh em, chào mọi người đã đến với kênh của Sĩ Kẹo. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái trận đấu trên đảo sa mạc nhá. Ui, qua đây xíu coi. Vãi, thằng nào mới xuống mà đã nổ súng vậy? Vãi hàng luôn. Bình tĩnh thôi bạn ơi, từ từ để Kẹo kiếm súng cái đã anh em ơi. Hơi căng. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 à, tức là 4 năm mới có một lần luôn. Vãi hàng. Ủa ơi, mày ra đây. Anh coi nào. Vâng, như vậy thì với cây súng XM8 mình hạ gục nó cực kỳ là dễ luôn. Cơ bản thì mình có XM8 gì ta anh em, XM8 quái thú mà lại. Làm sao mà nó sơi nổi Kẹo được hả? Rồi nha anh em. Ủa ơi, gì đây? Nữa hả? Mày này, đậu xanh này. Thế là xong luôn. Cái này là Kẹo còn cầm XM8 thay cho súng tiểu liên luôn cơ mà. Nói chung là Zamba mấy cái thằng rơm rơm thì nó không có cửa nó chơi mình. Rồi nha mọi người. Tầm này thì trong trận đấu của chúng ta còn lại là 32 người chơi nữa. Ok. Ui, phải nói là anh em kêu nhau liên tục luôn. Hôm nay thì Kẹo sẽ cùng anh em tiếp tục khám phá trong cái đảo sa mạc này nha mọi người. Mình thì hôm qua chơi game khá là thích cái ván lướt điện, thế nên là hôm nay thì sẽ chỉ dạy anh em một vài chiêu khinh công chẳng hạn này. Rồi nhá, một cái phụ kiện mới, đó là adup xuyên giáp. Chắc là sẽ khá là ngon nên là mình sẽ cứ để tạm đó vậy. Lát nữa mà nếu lượm được adup thì trang bị thôi. Rồi nhá, cơ bản thì đảo sa mạc hiện tại thì nó đang ở chế độ đấu thường. Vì thế nên là các bạn có thể là vào đây để test những cái phụ kiện mới, chuẩn bị là nó sẽ ra mắt trong rank OB20. Rồi nha. Mà theo một số thông tin phản ánh của anh em thì các bạn bảo là cái đảo sa mạc này ấy, đôi khi là anh em khá là khó để nhìn thấy địch. Mình không hiểu tại sao nhưng mà chắc là như kiểu là nó hơi lạ mắt với anh em. Tức là bình thường các bạn chơi game cái màu đất xanh nó quen rồi. Bây giờ là anh em chơi nó lại cứ kiểu chiều tà thế này thì thật sự là cũng hơi khó nhìn. Rồi nha mọi người, các bạn có thể là khắc phục bằng cách là anh em tăng cái độ sáng màn hình lên, thì khi chơi game các bạn có thể là nhìn rõ hơn chẳng hạn này. Đây ok, tầm này thì cứ lận lờ thôi. Các bạn thì trong vài đấu ngày hôm nay, cái mục tiêu chính của chúng ta đó là kiếm được một cái ván lướt điện chẳng hạn. Ván lướt điện thì mình thấy là tùy khu thôi. Có những khu thì kiếm cực kỳ là dễ, còn có những khu thì anh em chạy mãi lại không kiếm được cái ván lướt điện nào. Được lợi mỗi ở chỗ là lướt rất là phê, nhưng mà kiểu là cái thao tác khi mà các bạn sử dụng cái ván lướt điện, anh em chưa quen thì điều khiển khá là khó. Giống kiểu hôm qua mình chơi game chết bò mấy lần bởi vì cái ván lướt điện. Đây rồi, ở đây thì cũng chẳng có cái trang bị nào ngon cả. K98 thì mình lại không xài. Tầm này thì combo XM8 đây. XM8 quái thú, với lại chúng ta có MP40 cơ khí nữa thì rất là mạnh rồi. Đây, chắc Kẹo lên trên đi, có xe mà anh em. Rồi nha. Ủa, hơi nhầm hàng. Ở đây cơ bản là Kẹo đang nạp đạn, thế nên là chưa lên xe vội. Rồi nha, tầm này thì phần đầu đi cứu mạng thôi. Vãi, thi thoảng thì kiểu như là mình nhấn hai lần ấy, thế nên là cái con nhân vật nó cứ vào xe xong nó lại ra thì nó trông kiểu đểu vãi nhở. Rồi ok, lại có thêm bóng keo. Và lúc này thì chúng ta đã có được 4 trái bóng keo. Ngon phết nhở. Nhưng mà Kẹo muốn là chúng ta sẽ có nhiều bóng keo hơn nữa cơ. Đây, anh em thấy không ạ? Tôi với anh em nãy giờ đi tìm cái ván lướt điện. Và đây, đã thấy. Ui, trời ơi, rất là phê luôn. Đang tính bảo với anh em là kiếm mãi không được thì lại kiếm được nó ở ngay đây. Cao nguyên đá nha mọi người. Ok, tầm này thì chắc là xài ván lướt để chơi thôi, chứ còn là ham hố gì nữa anh em ơi. Ham hố gì đi xe nữa. Lên nào, chuẩn bị. Let's go, wow. Nhảy rất đã luôn. Và nói thật với anh em thì qua một vài trận đấu game,
khi mà kẹo sử dụng cái ván lướt này thì cũng đã sử dụng nó quen hơn. Đó, di chuyển thì các bạn vuốt nhẹ thôi, bởi vì là ván lướt này di chuyển nó sẽ rất là nhạy. Ui, các bạn có thể là dùng nó để nhảy lên các công trình, nhưng mà cái kia nó cao quá, thế nên là kẹo không có nhảy được. Rồi nha anh em, kiếm mấy cái bậc thấp thấp thôi, anh em nhảy vô tư đấy. Ui, lướt rất là phê luôn. Thế luôn anh em, không biết là bao giờ thì cái ván lướt điện này mới được thêm vào đấu danh. Nó giống như kiểu là một cái món đồ chơi công nghệ cao chẳng hạn này. Anh em nhảy lên cái lướt ván đó, anh em thấy phê không? Bạn nào bảo với kẹo là không phê đi. Thề luôn, lướt cái ván lướt điện này nó phê vãi trưởng này. Đấy, úi dồi. Cơ bản là tôi tổ lái hơi ngáo, anh em thông cảm. Rồi nha, đây, bật lại. Và let's go mọi người. Tầm này chúng ta đang tiến đến khu lọc dầu rồi nhá. Đây anh em ơi, đi chậm thôi. Này, úi dồi vãi. Vãi. Và bên tay trái của chúng ta có một cái nút gọi là anh em boost nitro. Tức là anh em ơi, các bạn sẽ chờ hồi chiêu và nó sẽ giúp tăng tốc ván lướt của anh em lên đáng kể trong một cái quãng thời gian nhất định. Ở đây thì đây, nói chung là anh em cứ di chuyển từ từ thôi, làm quen là chính thôi. Ui, mấy cái chỗ này thì anh em hoàn toàn có thể nhảy qua được, nhưng mà kẹo chưa quen lắm. Lúc nào tôi sẽ luyện tập thành thục cái ván này, tôi biểu diễn cho anh em mấy pha gọi là lướt ván cùng với parkour thì đúng là đỉnh cao, đúng không nào? Rồi nha, phê phái nhở. Bình thường chạy bộ tốc độ rùa bò, bây giờ dùng cái ván lướt này lướt nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy anh em ơi, let's go nào. Thử con nào, nhảy lên. Ui, vãi. Ngáo quá, toàn tông vào vật cản. Các bạn là tôi chơi game ngáo thật. Rồi nha mọi người, đây. Let's go, chỗ này thì chắc là nhảy ok chứ. Úi dồi ôi, rất phê. Và cái lúc mà tăng tốc thì các bạn điều chỉnh hướng nó sẽ khá là khó. Thử lên nào. Ui, dễ dàng luôn. Đấy anh em thấy không ạ? Lướt ván này phê vãi nhở. Còn bạn nào mà chưa vào trong game trải nghiệm thì đúng là tiếc nuối. Lên. Đấy. Và nói chung thì mình cũng đã luyện tập cái khả năng khinh công thành thục hơn. Tức là bây giờ tôi nhảy qua sông nó cứ phải gọi là vô tư anh em ơi. Nhảy 10 phát thì 9 phát phải qua luôn. Này. Đấy. Rất là phê luôn anh em. Ván lướt vẫn đang còn nằm ở chân nhá. Rồi nha anh em, nhanh tay vào trải nghiệm với kẹo nhá. Này. Ui ui. Phần này nhảy hơi sớm. Ngáo quá anh em ạ. Các bạn thì tôi lại thích cái bộ môn khinh công này nhỉ. Đấy, khinh công nhảy bằng ván lướt này. Nào, lên. Úi dồi ôi, rất là phê luôn anh em. Anh em công nhận không? Rồi nhá. Đấy, từ từ nào, từ từ nào. Này, anh em ơi, đây, vòng lại chờ hồi chiêu đã. Vãi thật. Các bạn thì điều khiển là hơi khó. Đây, các bạn chờ kẹo xíu nhá. Rồi nhá, đây, let's go. Đấy, qua sông vô tư luôn. Thật sự là anh em mà rủ cả nguyên team ra đây chơi trò tập khinh công thì nó sẽ khá là phê đấy. Rồi nha, đấy, ui dồi ôi. Anh em thấy không ạ? Nhảy vô tư luôn, người ta gọi là khinh công bằng cái ván lướt điện đấy. Rồi nha, đợi hồi chiêu nào. Chuẩn bị nữa anh em ơi, lên nào. Ui dồi ôi, phê không. Các bạn bảo cái kẹo là không phê đi, nó lại phê vãi cả trưởng nhờ. Đấy anh em, chờ kẹo thì nhá. Nào, chuẩn bị nào, let's go. Ui dồi ôi, đấy, phát nào cũng qua luôn. Anh em chỉ cần luyện tập bằng cái khả năng lướt ván một tí là ok luôn nhở. Đây, tầm này thì mình sẽ vòng lại cái đã. Các bạn thì điều khiển cái ván lướt này nó hơi khó xíu. Rồi nha anh em. Đây, vòng lại nào. Rồi nha, đây. Đây các bạn chờ kẹo xíu. Đó, các bạn thì mình sẽ nhảy lên cái tảng đá này. Sau đó thì bay qua cái tảng đá bên kia sông. Lần này sẽ là thực hiện một cái thử thách nó sẽ khó hơn so với lúc nãy chỉ là bay qua sông thôi. Còn bây giờ là tiếp giáp giữa hai cái tảng đá lớn này và bay qua sông. Nào, thử nào anh em ơi, thử lần một nhá. Nào anh em ơi, chuẩn bị nào, let's go. Ui, thì khả năng là vẫn qua được cái tảng đá bên kia. Mỗi tội thì các bạn sẽ phải là căn chỉnh sao cho nó đúng hướng một tí. Đây, thử lại nhá, let's go. Ui, ở đây là mình nhảy nó hơi chéo. Cố gắng anh em căn chỉnh cái ván lướt nó thành một cái đường thẳng thì anh em bay xa nó cũng dễ thôi. Đây, kiểu này. Thử lại nào anh em ơi. Chuẩn bị nhá, let's go now. Ui, vãi thật. Chơi ngáo quá. Đây anh em. Nhá, bây giờ anh em nhìn kẹo này. Tôi thể hiện cho anh em xem này. Let's go. Úi dồi ôi, còn một tí nữa qua này. Cố lên anh em.
Mình nghĩ là anh em chúng ta vẫn có thể qua bên này bình thường. Rồi, thảo trên này vậy. Vãi cả hả? Mày tính làm gì ở đây? Anh đang tập luyện khinh công, mấy đứa này lại còn cứ thích ngơ làm phiền à? Hả? Nhanh xuống đây. Tí nữa bò thu lại bọn này chạy xoắn quẩy ngay anh em ạ. Thôi tập trung vào cái vấn đề chính. Rồi nhá. Bật ván đất lên và anh em let's go. Úi dồi ôi, được, hay. Hay luôn, nhảy qua tảng đá luôn. Nhưng mà nó chỉ nhảy được ở cái bậc dưới thôi. Mình sẽ thử lại, biết đâu là anh em sẽ nhảy được cái bậc ở trên nữa. Bọn kia thì nó chưa xuống đâu. Rồi nhá. Đây, let's go anh em. Bay qua cái sông này. Đấy, ui, sông này sâu vãi, xa vãi luôn, bay bằng niềm tin và hy vọng. Cơ bản thì bo thu rồi. Nếu không thì kẹo cũng sẽ biểu diễn khinh công thêm cho anh em xem. Thôi thì các bạn nhớ đón xem ở những cái video tiếp theo nhá. Còn bây giờ thì còn lại có 4 đứa thôi. Cố gắng lấy top 1 luôn. Đấy, nó phải như vậy chứ nhở. Nào, chuẩn bị nào. Ui, mình đang cố gắng gọi là nhảy lên cái dốc này. Bởi vì nó có một cái đà, anh em lên dốc rất là tốt luôn. Thử xem là cái ván lướt điện nó phi cao được cỡ nào nhở. Rồi nha anh em, ui vãi. Vãi anh ơi, tha em cái, tha em cái. Làm gì căng vậy, đùa nhau, người ta đang trêu đùa tí. Vãi, ông này chạy qua bắn luôn. Lại hồn. Đậu xanh, ok. Tần này thì kẹo sửa giáp cái đã và rất là mới rồi. Vấn đề đó là chúng ta chỉ có mỗi 2 trái bông keo thôi, trong khi còn lại 4 người chơi nữa thì theo như kẹo thấy nó cũng khá là căng thẳng. Nói chung là anh em chơi phải cẩn thận cơ. Ui, vãi. Vãi cả hả? Mày làm sao? Tao sợ mày quá nhở. À đủ. Rồi anh em chờ kẹo thì quần máu đã. Cái thằng tù nhân kia mày tưởng mày núp sau tảng đá mày ngon đấy hả? Dựng cái liệu hình nhân chơi chơi vậy sương sương thôi. Tầm này cơ bản là khoai vãi. Nếu như mà mình có liệu đạn mình câu qua luôn rồi, thằng bé chắc là khóc luôn với kẹo. À, thế nhưng là thằng kia nó cũng không có mông keo, nên là thằng bé ngồi sau ngay bức tường à? Đùa nhau. Thế thì anh qua, chuẩn bị đi. Chuẩn bị lên bản điểm số đi em ơi. Nhớ thằng này không tuổi, ok anh em bình tĩnh nào. Này, mày làm sao? Vãi cả hàng này, sao? Nghĩ sao đòi ăn mình, tuổi gì đúng không nào? Dù nha thì kẹo đang quần máu cái đã. Ơ nhưng mà quần máu phải nhanh, không nhanh tí nữa mấy thằng kia nó chạy qua nó lại sơi mình luôn thì... Rồi nha anh em, tranh thủ giữ đồ cái. Ủi vãi, vãi anh ơi. Anh ơi em còn tí máu thôi anh ơi. Đậu xanh, đã hết máu rồi, còn gặp ngay quả hoàn cảnh éo le, khổ vãi nhở. Giờ bình tĩnh nha. Bình tĩnh đi anh trai, từ từ. Rồi tầm này là mình hết sạch rồi anh em ơi, không còn máu, không còn cả ống cứu thương nữa. Đây, sẽ phải chiến đấu với 2 thằng cuối. Thôi thì chắc là sẽ xuống tạm dưới này. Đấy, thấy rồi nhá, 2 đứa đang đẩy lên để solo với nhau à. Ơ rồi, mình cứ bình tĩnh nhở. Mình ngồi đây lại làm ngựa ông đắc lợi thì nó lại ngon quá. À, mày làm sao? Này, mày làm sao? Chuẩn bị đi em ơi, lên bảng. thằng cuối ra đây em ơi. Tầm này thì chỉ còn lại mỗi thằng này thôi. Này, chạy nổi không em? Úi dồi ôi, dựng cả một keo cả. Hay đấy, được, hay. Mày làm sao? Đứng lại em ơi. Yes, ngon lành. Và anh em ơi, bó ra. Tốt 1 rồi nhá. Quá liều bình thường, bay quá sâu ấy. Sông sâu quá xa bay. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.